Chúng ta lại tiếp tục vào cái phần chia sẻ thứ hai trong cái chuỗi video về cái việc mà từ khi chuyển về nhà mới bạn thế nào. Hãy nhớ ủng hộ kênh Thầy Phong Thủy Tam Nguyên bằng cách là kích cái nút đăng ký và nút chuông để mà nghe được hết cái 5 video này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi vào yếu tố thứ hai, tức là thời điểm xây dựng vào thời điểm nào. Cái chuyện này rất quan trọng nhá. Chúng ta khái niệm như thế này, để chúng ta cần hiểu nguyên lý một chút đã, đúng không ạ? Khi mấy căn nhà được xây, đúng không ạ, thì nó sẽ nạp cái địa khí từ dưới đất lên, đúng không ạ? Bạn đào móng mà, bạn đào móng, khi bạn nạp địa khí, khi bạn đào móng xuống nhá, nguyên tắc đào móng nhá, chẳng may chỗ là cái ao gì thì bạn phải ép cọc, đúng không ạ? Còn tôi nói trường hợp thông thường đi là đào móng là chúng ta đào đến chạm đất sỏi rồi chúng ta dừng lại. Cái phương pháp đào này nó giống hệt phương pháp đào mộ luôn. Hôm nay cũng có một bác điện thoại lên trên tổng đài, bác hỏi là bây giờ là xin thầy hướng dẫn cho cái cách để mà đào cái huyệt mộ như thế nào, chỗ nào thì đào 1m2, 1m rưỡi, có 1m8. Tôi bảo cái này chịu, bởi vì là nguyên tắc là nó phân là cái lớp đất. Chúng ta có lớp đất rác này, đầu tiên lớp đất rác này, sau đó lớp đất thịt này, xong rồi đến cát sỏi sét pha cát này, sau đó đến đất sét này, sau đến sỏi ruồi. Và người thông thường người ta sẽ đào cái móng nhà nó chạm vào sỏi ruồi. Cái sỏi ruồi đấy là gì? Là chúng ta đã gạt qua lớp biểu bì của long và chạm vào cái phần thịt của long để chúng ta tiếp địa khí từ dưới đất lên. Cho nên thành ra là cái thời điểm mà hoàn long và hoàn long mạch tốt nhất đấy, hay là hàn long mạch tốt nhất đấy, là vào đúng cái lúc mà chúng ta đào móng xuống và chúng ta hoàn long luôn, rồi chúng ta xây nhà lên. Đó, để giải trong cái video mà hướng dẫn cách hoàn long mạch đối với cả nhà đã xây rồi, những cái nhà đã xây rồi hoặc cái nhà mới bắt đầu xây thì tôi cũng nói rồi, anh chị tìm trong cái playlist bên dưới. Đó. Còn ở đây tức là tôi đang nói về cái nhà. Ở đây là cái mạch địa khí, là khí nó được dâng lên, đúng không ạ? Là từ địa khí nó đẩy lên thì chúng ta đào móng xuống này. Khi chúng ta cất nắp lại thì chúng ta thu cái thiên khí lại, đúng không ạ? Như vậy bản thân căn nhà nó chứa âm dương nhị khí. Như vậy là con người khi mà cư trú vào bên trong đó thành nhân khí, thành ba cái thuyết là tam tài thiên địa nhân, nó hợp nhất tại trong một cái phần khí đó. Cho nên cái việc mà xây cái nhà này hay không thì làm sao do một cái yếu tố, là tuổi ông tuổi gì để ông xây được nhà. Nên thành ra là chính cái quan điểm đấy nó làm cho chúng ta bị sai lệch. Nên thành ra là khi mà bị sai lệch cái quan điểm này mà thông thường thì bạn thế nào chết ở, tức là xấu ở hay là bị ảnh hưởng ở chính cái quan điểm này, đúng không ạ? Bạn làm nhà mà rõ ràng năm nay bạn bảo được tuổi làm nhà, tôi trong video sau tôi sẽ nói thế nào là được tuổi làm nhà. Tôi thấy năm nào tôi làm nhà cũng được đấy, đúng không ạ? Quan trọng là cái nhà đấy hướng gì. Vậy thì năm nay là cái năm Tân Sửu đi, đúng không ạ? Thì cái sao Mộc, đúng không ạ, nó bay đến vị trí đối diện của phương Sửu là phương Mùi, thì Thái Tuế đứng tại Sửu, đúng không ạ? Mà Thái Tuế nằm ở vị trí Sửu, mà chúng ta làm cái nhà mà có cái cửa chính quay vào vị trí của sao Mộc, vị trí của Thái Tuế đứng, thì chúng ta thu toàn bộ cái phần trực khí, sát khí từ mặt thiên tinh vào trong nhà của chúng ta, đúng không ạ? Vẽ cái này phải vẽ. Đây là ông mặt trời, đúng không ạ? Xung quanh mặt trời chỗ này là có ông này đâu, ông Trái Đất, đúng không ạ? Và ở đây là có một ông là ông sao Mộc. Ông này là di chuyển là 12 năm một vòng, đúng không ạ? Cụ này di chuyển là 1 năm một vòng là Trái Đất, đúng không ạ? Do là cái khoảng cách từ cái sao Mộc đến mặt trời và khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trời là nó quá xa, cho nên là người ta coi như hai cái đường thẳng này là song song. Chị hiểu không ạ? Nó coi như là song song. Nên nếu trên la bàn anh chị làm một cái nhà mà có cái hướng, đây là sao Mộc, đúng không ạ? Thì Thái Tuế nằm đây. Thái Tuế là ánh xạ mà, đúng không ạ? Thì anh chị làm một cái nhà mà nó lại có cái tọa hướng mà nó lại trùng đúng khít với cả cái đường thẳng mà nó nối từ sao Mộc đến cái nhà, coi như là song song mà, đến cái nhà anh chị, đến mặt trời và đến vị trí ánh xạ của sao Mộc đằng trước, thì làm sao Thái Tuế nó vào, làm sao vợ chồng nhà cãi nhau, làm sao chả thị phi, đúng không ạ? Tuổi gì làm cũng có vấn đề. Đó, đấy là một cái phần thứ nhất. Ví dụ thiên khí Ngũ Hoàng, đại ca Ngũ Hoàng đáo đây, tôi cứ coi như khí này là một cái hung khí, nó là đế vượng, tức là nó là đế vương khí ngộ sát. Cho nên thành ra là giống như là hiểu nôm na nào nhỉ, vua mà vào bước đường cùng, đúng không ạ? Chỉ có chém này, nhẹ đi đầy mà bầy nhầy là chém luôn, tịch biên gia sản, đúng không ạ? Cho nên bây giờ mà anh chị làm cái căn nhà mà lại có cái đại môn hứng đúng cái khí này. Hôm nay nhá, tôi vừa mới đi tư vấn một cái trường hợp dưới Thái Nguyên, Anh chị đo cái nhà của anh chị là 110 độ, tức là tọa Tân hướng Ất, tức là cái nhà này là hướng đông, thì năm nay xây ok, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi tôi xuống tôi khảo sát thì tôi lại đo được hai cạnh cái đất nhà anh chị nó lại hơi méo tí, đúng không ạ? Cái mặt đằng sau thì là 110 độ, nhưng cái cạnh biên dài 25 m thì nó lại đo ra 115 độ. Tức là đang từ hướng đông nó chuyển sang đông nam. Nào, nếu như mà đông nam mà khởi công năm nay thì ngũ hoàng đào hướng không làm được. Mà nếu như mà hướng đông thì sang năm lại không làm được, lại phải làm năm nay, vì năm nay là năm vượng khí nhất trong 8 năm sắp tới. Nào, mà bây giờ cái nhà thì bị đập đi rồi. Mà bây giờ lập hướng đông thì lại không có đắc long cho các tuổi trong nhà, và không đắc so với cái thế đất đấy. Thế làm nào? Thư dừng không xây nữa là hay là cố tình xây để lúc nào mà chúng ta sửa lại? Thì do là có đơn giản là tôi đi tư vấn nên tôi bảo dừng thôi. Thì chúng ta dừng không xây cái trường hợp ấy nữa. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta vô tình đi, chúng ta lập cái nhà hướng đông, đông nam năm nay đi, tức là vô tình chúng ta đã thu đủ cái khí ngũ hoàng vào rồi. Thôi, thế lúc đấy hóa giải thế nào? Lúc đấy hóa giải thế nào? Thực ra thì bệnh quỷ thì có thuốc tiên, đúng không ạ? Sang năm thì chúng ta vẫn có cái biện pháp để mà chúng ta hóa giải cái việc đó. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hóa giải khi mà chúng ta biết là nó không nên, đúng không ạ? Giống như bảo thôi cứ vi phạm pháp luật đi, trong đầu cuối cùng thuê luật sư cãi mày bồi thường người ta à? Đúng không ạ? Thôi cứ vượt đèn đỏ đi, công an bắt cùng lắm là nộp phạt à? Tại sao chúng ta không dừng lại, đúng không ạ? Đúng không ạ? Xong chúng ta đi đàng hoàng đĩnh đạc, chẳng vấn đề gì cả, đúng không ạ? Thì cái việc mà lựa chọn thời điểm xây nhà quyết định bởi tọa hướng của nhà. Tọa là quan trọng, nó quyết định cái địa khí. Hướng là quan trọng, nó quyết định cái thiên khí. Thiên khí hòa hợp rồi thì sẽ đến nhân khí. Nhân khí là gì? Là chính quyền cho xây không, có cấp phép xây dựng không, có tiền không, đúng không ạ? Vợ chồng đồng ý không, bà con hàng xóm ok không, cả nhà, vợ chồng con cái bố mẹ có đồng ý cho xây không. Đấy là nhân khí. Cả nhà đoàn kết xây rồi, vượng long tọa rồi, vượng hướng rồi, không phạm sát rồi, xây thôi, đúng không ạ? Còn nếu như vi phạm cái nào đó thì dừng lại. Nếu như mà chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì căn nhà được xây. Còn nếu anh chị phù hợp tuổi để động thổ thì chúng ta động thổ, chẳng phù hợp động thổ được thì chúng ta nhờ người khác động thổ. Nhưng cái hướng đó, cái tọa đó làm được hay không làm được thì hoàn toàn là do cái tọa hướng của căn nhà quyết định. Nên yếu tố thứ hai mà quyết định xem cái căn nhà của bạn có tốt hay không là do năm nạp vận, do thời điểm khởi công. Năm khởi công rồi còn tháng khởi công, tháng khởi công rồi còn ngày khởi công, ngày khởi công rồi còn ngày cất nóc, rồi ngày nhập trạch an vị, để nó quyết định cái yếu tố thời điểm. Và cái điều này nó chiếm đến 30 đến 40% cái yếu tố là cái căn nhà của anh chị nó có cát hay không. Nên hãy kiểm tra lại xem nếu căn nhà của mình tốt, hãy kiểm tra lại kiến thức của mình, đúng là mình làm vào năm tốt thật, đúng không ạ? Hay căn nhà của mình nó xấu thì cái năm của mình làm bị xấu thật. Nên lựa chọn cái thời điểm làm nhà là cái điều rất là quan trọng. Nếu năm 2021 anh chị muốn làm nhà từ giờ đến cuối năm, hay năm 2022 cái khai sư lập hướng và dự định làm nhà trong năm sau, anh chị có những thắc mắc hoặc những câu hỏi về vấn đề này, hãy để comment xuống bên dưới để đội ngũ trợ lý của tôi, hay là để những các bạn tư vấn hoặc gọi đến tổng đài 190022 hay 19002292, đọc lại 19002292, để chúng tôi có cái cơ hội được tư vấn và chia sẻ với chị phần kiến thức này. Tôi đang nói về những căn nhà hiện trạng, và khi mà chúng ta bị phạm phải cái chuyện đấy rồi thì chúng ta hóa giải bằng cách nào. Đương nhiên chúng ta bị vi phạm yếu tố thời điểm thì chúng ta cũng phải chọn thời điểm để chúng ta hóa giải, chứ không phải nhà em xấu rồi ngày mai thì về thì sửa cho em cho ngày mai, không có đâu. Ví dụ như đông nam năm nay mà làm nhá thì phải chờ đến hết đến vượng khí của năm 2022 mới nạp lại vận được. Bắc nam nhá, chờ 3 năm nữa mới nạp lại vận được, chứ không phải bảo rằng là hôm nay có phải phong thủy, có phải là thuốc tiên đâu mà uống một phát vào, có phải là thuốc tăng lực đâu uống phát khỏe ngay, mà cái thuốc tăng lực phải 30 phút sau mới có tác dụng cơ, đúng không ạ? Nên phong thủy khi bị phạm lỗi rồi thì chờ, lúc đấy thì hỏi đem dáng chịu, đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi các kênh chia sẻ của Phong Thủy Tam Nguyên. Xin cảm ơn.